Chị tới rồi à? Chị nghĩ trước sau gì chúng ta cũng nên có một buổi ngồi nói chuyện với nhau. Xét cho cùng cũng có rất nhiều điều để nói đúng không? Chị vào đi ạ. Em đã quen với môi trường mới chưa? Quen thì chưa, nhưng cũng không còn lạ chị ạ. Vì dù sao em cũng làm trong ngành dược phẩm, cho nên một đơn vị như Cao Dược thì không thể không biết đến được. Chỉ có điều em cũng hơi bất ngờ vì em là một phần ở trong đó. Chị Châu này, em biết giữa chúng ta có rất nhiều vướng mắc. Em cũng là người rất rành mạch và không thiếu thẳng thắn, cho nên em muốn hỏi ngày hôm nay chị đến đây với tư cách gì ạ? Là con gái của mẹ chị, người không chào đón chúng em về Cao Dược, hay với tư cách như một người chị biết chúng ta có một phần máu mủ ạ? Vậy em muốn chị đến với tư cách gì? Đương nhiên là thứ hai rồi. Nhưng nếu chị đến đây với tư cách là con gái của mẹ chị thì em cũng có thể hiểu. Em cũng biết đấy, trong tất cả các mối quan hệ, không hiểu sao chị luôn là người ở giữa. Chị cũng có những khó xử của chị mà. Em biết, vì chúng em mà chị phải ở giữa ông nội và mẹ chị. Có điều này em nói rất thật lòng. Em phải cảm ơn chị vì chị đã rất ôn hòa. So với sự cự tuyệt và coi thường ra mặt của Ngọc thì sự chấp nhận của chị làm em rất cảm kích. Từ nhỏ em và Chí là những đứa trẻ rất cô đơn. Ngoài mẹ em ra thì bọn em không biết bố mình là ai cả. Thế cho nên khi biết về ông nội, về bố và về Cao Dược thì dù có bị phản ứng như thế nào thì em cũng vẫn nghĩ thật may là chị em cũng đã tìm thấy cội nguồn, là bọn em cũng có người thân. Thằng Chí nó rất yêu quý chị, và em mặc dù ít tiếp xúc nhưng em vẫn mong sẽ có một ngày chúng ta coi nhau như chị em ở trong nhà theo một cách đúng nghĩa. Em biết bố của chúng ta là người như thế nào không? Em cũng có đọc tin tức và em nghĩ mình cũng có hiểu được phần nào. Bố của chúng ta có thể nói là người không thực sự có khả năng trong kinh doanh. Nhưng đó không phải là bất hạnh của bố, mà bất hạnh của bố là ông luôn đố kỵ và hơn thua với chính vợ mình. Và người đó là mẹ chị, là người em ghét. Ông đã dùng sự phản bội để giày vò và trừng phạt mẹ chị suốt cả cuộc đời. Thế nên sự phản bội của ông lúc nào cũng phải rình rang và khua chiêng gõ mõ. Là một người con chứng kiến mẹ mình phải chịu sự phản bội cả đời, em có cảm thấy thương xót không? Thế nên Minh ạ, sự xuất hiện của em và Chí là điều chị có thể lường được, nhưng không phải là điều chị mong muốn. Nhưng sự thật là vậy thì chị phải chấp nhận. Chị có nghe nói là mục đích của em về Cao Dược là để thanh toán nợ nần với mẹ chị. Vậy theo em,
chị sẽ phải đối xử với em như thế nào? Em thanh toán nợ nần với mẹ chị, vì mẹ chị đã tìm đến tận bệnh viện tâm thần, nơi mà mẹ em đang điều trị, và làm cho mẹ em suýt chết. Vậy em hỏi chị, nếu như ngày hôm đó mẹ em nhảy từ trên tầng cao xuống, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chị thực sự không hề biết việc này. Nhưng căn nguyên của mọi vấn đề đều là từ phía mẹ em. Rõ ràng mẹ em biết bố chị đã có gia đình rồi, nhưng mà vẫn xen vào. Nhưng mẹ chị cũng đuổi cùng giết tận mẹ em về tận sóng núi đấy thôi. Vậy thì sao? Nói thẳng ra nhé, chị và Ngọc là hai điều quý giá nhất của mẹ chị, là điểm yếu của mẹ chị. Vậy có vì sự thù hằn này mà em nhầm vào chị và Ngọc không? Và cả anh Kiên nữa. Anh Kiên là người của mẹ chị và là người yêu của chị. Liệu em có nhầm vào anh Kiên không? Chính Chí cũng đã nói anh Kiên đối xử với em không bình thường. Không phải vậy đâu chị Châu ạ. Minh không phải là người như vậy. Đúng là mẹ em có lỗi, mẹ chị cũng thế. Nhưng mà giữa chị em chúng mình thì chắc chắn không có lỗi đâu chị Châu ạ. Em không nói Ngọc bởi vì em biết Ngọc sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Nhưng mà với chị, nếu mà chị coi chúng em là em thì nhất định chúng em cũng sẽ coi chị là ruột thịt.